Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiếp tục lộ diện ER25V2.0 trên đường chạy thử. Cái chiếc Yamaha ER25V2.9 hay còn gọi cái tên khác là Yamaha ER25V2.0 là cái mẫu Sportbike ở hạng 250cc của nhà Yamaha. ER25V2.9 hay là ER25V2.0 sẽ đi tiếp tục lộ diện trên đường chạy thử. Cũng đã để lộ ra những cái chi tiết đường nâng cấp như phuộc trước ốp sau, hốc gió có thể tích hợp thêm công nghệ frame air và hệ thống đèn flash hoàn toàn mới. Cái mẫu ER25 hay còn gọi ER3 đã quá quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã liên tục có những thông tin mẫu xe này sẽ được Yamaha nâng cấp kiểu dáng và có động cơ thay đổi. Chúng ta đã biết dòng Yamaha XT110 được thiết kế chung với ER25 và hãng xe đã thiết kế lại cho cái mẫu là XT110 với cụm đèn flash, đồng hồ full TFT LCD. Cái cụm công tắc trái và phải, đặc biệt là phần đuôi được giữ nguyên. Nhiều dự đoán cho rằng cái mẫu ER25 cũng có kết quả cũng tương tự, được hãng xe nâng cấp cái đầu đèn flash. Có lẽ cũng đúng vì những hình ảnh đã lộ chạy thử mới đây và cho chúng ta thấy được cái nhìn rõ ràng nhất. Qua hình ảnh lộ diện đầu này, chúng ta thấy được cái cụm đèn flash mới nhất cùng với hốc gió ở vị trí trung tâm tương tự với cái dòng ER5V3.0. Theo nhiều dự đoán, Yamaha sẽ tích hợp công nghệ frame air và có động cơ cũ giúp tăng công suất cực đại, và phuộc trước cũng được nâng cấp lên thành phuộc ốp sau màu vàng nổi bật. Cái phần đèn hậu dàn LED đã quen thuộc, không đổi, tương tự của nhà Yamaha đã làm cho cái dòng XT110 new. Và chúng ta cùng đón xem những thông tin tiếp theo về cái mẫu ER5V2.9 này nhé. Liệu hãng có đặt tên tương tự như là XT110 new là ER25 new hay không? Cảm ơn bạn dọc này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.